Hội nghị Trung ương 8 khóa 13 đã thành công tốt đẹp. Trong 7 ngày làm việc nghiêm túc, trách nhiệm, Ban chấp hành Trung ương đã xem xét thông qua 4 nghị quyết quan trọng, cùng với đó là xem xét các vấn đề về kinh tế xã hội, ngân sách nhà nước những tháng cuối năm 2023 và năm 2024. Hội nghị cũng xem xét cho ý kiến về quy hoạch Ban chấp hành Trung ương Đảng nhiệm kỳ 2026-2031 và một số nội dung quan trọng khác. Kết quả của hội nghị được đông đảo cán bộ, đảng viên và nhân dân đánh giá cao, cho rằng những quyết định của Trung ương tại hội nghị lần này không chỉ giải quyết những vấn đề trước mắt mà còn quyết định đến thành công của cả nhiệm kỳ và cũng là những định hướng cho giai đoạn phát triển từ nay đến năm 2045. Trong thời kỳ mới, chúng ta cần cho tất cả 4 nghị quyết được Ban chấp hành Trung ương thống nhất thông qua gồm nghị quyết về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới, nghị quyết về tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, nghị quyết về tiếp tục xây dựng và phát huy vai trò đội ngũ trí thức, đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới, và nghị quyết về chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Cán bộ đảng viên rất quan tâm tới những vấn đề, nhất là những vấn đề về chính sách an sinh xã hội, về cái phát triển kinh tế để đảm bảo cái đời sống của người dân, về vấn đề chiến lược bảo vệ Tổ quốc như thế nào, với những cái quyết sách có cái tính chất trong cái bối cảnh mà như Tổng Bí thư nói, đấy là cái giai đoạn bản lề hiện nay để chúng ta vượt lên trong cái giai đoạn khó khăn hiện nay. Hội nghị Trung 8 lần này bàn những vấn đề liên quan đến cả hai nhiệm vụ chiến lược là xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội trên nước ta và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Cái vế bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa là chúng ta bàn đến chiến lược an ninh quốc phòng trong cái thời kỳ mới. Cái vế về xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội ở nước ta này, thì chúng ta bàn đến một cái nhân tố rất quan trọng, đó là con người, về chính sách xã hội. Bên cạnh kế thừa những nội dung còn nguyên giá trị của các nghị quyết trước đây, các nghị quyết được Trung ương thông qua tại hội nghị lần này đã làm rõ hơn những nhận thức, bổ sung giải pháp phù hợp với tình hình mới. Tôi thấy là cái nghị quyết mới có rất nhiều những cái tư tưởng và nội dung mới, tiếp tục nhấn mạnh cái vai trò và vị trí tầm quan trọng của đội ngũ trí thức Việt Nam trong cái công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa. Đặc biệt trong lần này thì có nhấn mạnh đội ngũ trí thức Việt Nam vừa là được tôn trọng, được đề cao, nhưng đồng thời cũng xác định cái trách nhiệm, cái bổn phận của đội ngũ trí thức Việt Nam đối với các cái công việc chung của đất nước. Cái điều đó hết sức quan trọng. Hội nghị Trung ương 8 thì bàn đến nhiều vấn đề và tổng kết đến nhiều vấn đề. Nhưng tôi thấy rằng là cái tốt ấy, là từ những cái tổng kết đó rút ra những bài học và để cho chúng ta có những cái chế độ chính sách nó đúng hơn, nó phù hợp hơn. Cả 4 nghị quyết, cả cái vấn đề kinh tế xã hội, ngân sách tài chính, cả vấn đề nhân sự, cả vấn đề xử lý cán bộ và đặc biệt là thành lập 5 cái tiểu ban cho chuẩn bị đại hội mà đã thực hiện trong phạm vi 1 tuần hoạt động. Nó thể hiện sự gì? Cái đoàn kết nhất trí rất cao của Ban chấp hành Trung ương, phát huy cả trí tuệ, cả trách nhiệm để mà đi tới cái sự giải quyết được tất cả những vấn đề rất căn bản này. Nhiều ý kiến cho rằng Hội nghị Trung ương 8 là sự khởi đầu cho việc thực hiện nhiệm vụ chính trị ở nửa sau của nhiệm kỳ Đại hội 13. Việc tập trung triển khai các quyết nghị của Ban chấp hành Trung ương tại hội nghị lần này sẽ mang ý nghĩa quyết định. Tại Hội nghị Trung ương 8, Đảng ta tiếp tục dự báo, thời gian tới, tình hình thế giới và trong nước sẽ tiếp tục diễn biến phức tạp, khó lường. Bên cạnh thuận lợi, còn không ít những khó khăn thách thức. Để hoàn thành các mục tiêu đề ra cho cả nhiệm kỳ, đòi hỏi phải nỗ lực và hành động phải quyết liệt hơn trong thời gian tới. Trong những tháng còn lại của năm 2023 và năm 2024 là năm bản lề có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong việc thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Chúng ta cần phải tiếp tục triển khai quyết liệt có hiệu quả các chủ trương chính sách và mục tiêu nhiệm vụ đã được Trung ương thảo luận kỹ lưỡng và thống nhất đề ra trong kết luận của hội nghị lần này. Trung ương ấy là thảo luận rất là sôi nổi, rất trách nhiệm,
đặc biệt là nhìn rõ hơn những cái vấn đề khó khăn. Và đồng thời đó là đưa ra những cái giải pháp mà theo tôi là hết sức quan trọng. Đấy là chính là chúng ta thực hiện cái ổn định vĩ mô. Trước khi mà để đẩy mạnh cái tăng trưởng là phải ổn định vĩ mô và chúng ta làm được kiểm soát được lạm phát. Và đồng thời tăng trưởng thì chúng bây giờ duy trì ba việc. Việc thứ nhất là khôi phục lại các cái động cơ tăng trưởng. Thứ hai là tháo gỡ các cái khó khăn cho doanh nghiệp. Bàn rất là nhiều nội dung liên quan cái nội dung này. Và cái thứ ba ấy là tận dụng được những cái thời cơ trong ngoài để chúng ta tạo ra những cái bứt phá phát triển mới. Đánh giá cao những quyết sách của Trung ương, nhiều ý kiến cho rằng đây là thời điểm nền kinh tế đất nước ta phải tăng tốc và bứt phá. Đây chính là những chính sách cụ thể, chính sách tác động vào nền kinh tế. Cho nên thời gian hiện nay là không cho phép chúng ta phải chậm rãi. Chính vì thế cho nên là không được lãng phí thời gian. Hoàn thành cái nhiệm vụ này là nó rất là quan trọng. Mà ngay bây giờ chúng ta phải có những biện pháp hữu hiệu để tác động vào cái nền kinh tế, tác động vào xã hội. Thì cái nghị quyết Trung ương này sẽ đem đến một cái làn gió mới cho cái thời kỳ phát triển những năm tới. Thực hiện những chủ trương chính sách lớn đã được đưa ra tại hội nghị Trung ương thì chúng tôi rất là mong muốn là Quốc hội, Chính phủ sẽ có thêm các cái giải pháp đồng bộ và hiệu quả hơn để hỗ trợ cho nền kinh tế, hỗ trợ cho người dân và cho cộng đồng doanh nghiệp. Hơn lúc nào hết thì tôi nghĩ rằng cái tinh thần dám nghĩ, dám làm, tăng tốc và bứt phá cả trong xây dựng thể chế và trong tổ chức thực hiện ở vào cái thời điểm có tính chất bản lề này sẽ quyết định thành công của chúng ta trong việc hoàn thành cái mục tiêu của cả nhiệm kỳ đại hội Đảng. Hội nghị Trung ương 8 đã thành công tốt đẹp, góp phần tạo ra khí thế mới, xung lực mới cho giai đoạn mới của dân tộc. Sớm hiện thực hóa những quyết sách của hội nghị, không những giải quyết được những vấn đề trước mắt, mà còn góp phần hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, mục tiêu, chương trình toàn khóa và cho cả những năm tiếp theo.